Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Google Analytics lên website. Mình sẽ demo cho bạn xem trang web tusachvang.net. Thì đây là cái trang web chia sẻ tài liệu miễn phí của mình. Các bạn có thể vào đây download tài liệu về ha. Ok, tiếp theo mình sẽ mở một tab mới, một cửa sổ mới. Các bạn search cái từ khóa tên là Analytics. Analytics ha. Rồi mình sẽ vào trang Google Analytics Solution. Đó. Các bạn sign in. Mình sẽ đăng nhập Analytics ha bằng một cái tài khoản Gmail. Rồi, trong cái trang quản trị Google Analytics này, các bạn sẽ kéo xuống dưới cùng có mục quản trị đây ha. Các bạn sẽ nhấp vào quản trị, sau đó mình sẽ tạo một thuộc tính mới. Tạo thuộc tính mới cho cái Google Analytics này ha. Ở đây các bạn sẽ chọn là trang web. Mình muốn theo dõi trang web ha. Đó. Và mình sẽ nhập trang web của mình vào là tủ sách vàng. Ok. Rồi bên dưới này mình sẽ nhập cái URL của trang web mình vào ha. Nếu mà các bạn có xài chứng chỉ bảo mật SSL thì mình chọn HTTPS ở đây. Đó. Và mình nhập trang web mình là tủ sách vàng vào. .net. Ok, rồi ở đây mình sẽ chọn một cái danh mục ngành. Đó, các bạn chọn một danh mục nào tùy thích ha. Ví dụ đây mình làm về việc làm và giáo dục đi. Rồi múi giờ thì mình sẽ chọn múi giờ Việt Nam đây ha. Đó, và các bạn sẽ nhấp vào nhận ID theo dõi. Ok, sau khi tạo thuộc tính cho website, các bạn sẽ vào mình lấy cái ID theo dõi của website đó ha. Rồi ở đây mình sẽ chọn cái tài khoản là tủ sách vàng đây, và cái thuộc tính mà mình mới tạo là tủ sách vàng ha. Đó. Rồi sau đó cũng trong cái phần quản trị này, các bạn sẽ chọn thông tin theo dõi trong cái thuộc tính ha, và mình chọn mã theo dõi. Đó. Thì đây là cái đoạn mã để các bạn dán vào website ha. Các bạn copy cái đoạn mã này, sau đó vào website. Mình sẽ vào bảng tin, các bạn vào giao diện, mình nhấp vào sửa ha, sửa. Rồi mình sẽ mở cái tập tin footer.php lên, và các bạn sẽ dán nó vào cuối bên trên cái thẻ đóng body ha. Đó. Thì đây là cái đoạn code Google Analytics mà mình đã copy dán vào đây ha. Ok, đó, Google Analytics đây. Rồi, sau khi đã dán cái đoạn mã Google Analytics vào website thì các bạn sẽ cập nhật tập tin ha. Rồi, thì để kiểm tra cái Google Analytics của mình nó đã hoạt động chưa thì các bạn có thể cài một cái on tên là Sellwatch ha. Sellwatch. Rồi. Các bạn sẽ cài cái on Sellwatch install cái on này lên trình duyệt Chrome. Đó. Thì sau khi cài đặt on nó sẽ có chữ Sellwatch ở đây, cái icon Sellwatch đây ha. Và mình sẽ vào website mình xem cái trang web mình nó đã có cái mã Google Analytics chưa. Các bạn vào Dynosy. Rồi mình kéo xuống ha. Kéo xuống bên dưới này. Đó, Google Analytics nó có cái tít xanh này, nghĩa là nó đang hoạt động bình thường ha. Ok. Rồi, tiếp theo mình sẽ dẫn các bạn cài một cái login để theo dõi những thông tin mà Google Analytics nó báo cáo cho mình ha. Các bạn sẽ vào bảng tin của website. Sau đó mình sẽ vào gói mở rộng và cài mới ha. Các bạn sẽ search cái từ khóa tên là Analytics ha. Rồi. Mình sẽ cài cái login tên là googleanalytics.com này. Đó, có hơn 1 triệu lượt cài đặt ha. Các bạn sẽ nhấp vào nút cài đặt, sau đó mình kích hoạt nó lên. Ok. Tiếp theo các bạn sẽ vào Google Analytics bên dưới này, và mình chọn
mình chọn trong cái phần General Setting cài đặt cơ bản, các bạn sẽ chọn là tủ sách vàng.net và lấy tất cả dữ liệu trong web ha. Ok, ở đây mình sẽ copy cái ID của Google Analytics vào đây, mình vào Google Analytics đây, trong cái phần mã theo dõi nó có cái ID đây ha, các bạn copy cái mã này và mình dán vào phong trong phần check-in ID. Đó. URL là tủ sách vàng.net, time zone là Sài Gòn. Đó. Ok. Sau khi mà mình đã cài đặt xong cái login Google Analytics này lên website thì nó sẽ theo dõi những người đã từng truy cập vào website của mình ha. Nó sẽ nằm ngoài cái phần bảng tin. Bảng tin. Đó. Thì đây là cái bảng tin Google Analytics dashboard. Đó. Mình có thể theo dõi ngày hôm nay. Đó. Ngày hôm qua ha. Đó. Hoặc xem thời gian thực. Đó, thời gian thực đây ha. Ok. Đó, trong 7 ngày gần đây. Ok. Rồi, vậy là video kết thúc ở đây ha. Các bạn thấy thích video này thì hãy like, hãy share, hãy comment bên dưới để mình trả lời. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.